Xin chào các bác nhé, em tiếp tục lên sóng con máy lọc khí Daikin MCK70 đồng hồ vuông. Sở dĩ là cái máy lọc không khí thời điểm này thì bán nó rất là chạy vì là các bác biết đấy, cái thành phố Hà Nội luôn luôn là một trong những thành phố đứng đầu thế giới về cái ô nhiễm không khí đấy. Cho nên là máy lọc không khí tại sao mà các bác đã quan tâm rất là nhiều. Em lên sóng một con Daikin đồng hồ vuông. Đối với kinh nghiệm bán nhiều năm thì đây là một cái con máy tại thời điểm hiện tại em thấy cái giá tiền nó vừa phải, nó đáp ứng được đa dạng các cái nhu cầu của các bác nhé, từ phòng ngủ 10m² cho đến những phòng khách rộng 50m², các bác đều dùng chiếc máy được hết. Đấy. Hiệu quả của nó lọc rất là tốt, khử mùi tốt. Một con Daikin đồng hồ vuông mã số 1, bên em đã làm vệ sinh sạch sẽ trắng trẻo toàn bộ long lanh từ A đến Z, cảm biến ẩm thay mới chuẩn chỉ cho các bác luôn nhé, thì là các bác hoàn toàn yên tâm. Độ ẩm so với máy độ ẩm các bác là 91%, đến đây nó báo 90 là kịch nhé. Máy móc làm khá đẹp, đã đổ biến áp điện 220V rồi, các bác cắm thẳng điện lưới Việt Nam, công nghệ Eco tiết kiệm điện. Mỗi một giờ các bác chạy eco như này nó chỉ tiêu tốn vào khoảng 15W điện thôi, rất là tiết kiệm. Đấy. Hình thức đẹp, chế độ bù ẩm, đèn báo phần trăm độ ẩm, cảm biến bụi mùi. Hình thức bên ngoài đẹp, bên trong sạch sẽ, gọn gọn gàng sạch sẽ các bác nhé. Màng HEPA thay mới đây. Đây là hai cột lọc tĩnh điện của cái dòng máy này, nó là cái dòng máy mà rất là nhiều các bác thợ đến, các bác dân dùng mà tìm hiểu các bác sẽ thích, vì là ngoài cái màng HEPA ra nó còn có hai cột lọc tĩnh điện này để nó làm nhiễm từ bụi, đốt bụi đấy, để cái màng này nó sẽ bắt cái bụi đấy tốt hơn. Một cái màng thô nữa này, màng này em thay mới rồi, màng này mỗi lần thay mới có loại tốt như này là 300.000 các bác nhé. Màng than này zin còn tốt đấy. Anh timer khử khuẩn. Một con máy thì đã kiểm tra hết các hạng mục ngon lành hết rồi. Con này thì em bán là 2,5 triệu, bảo hành 12 tháng tất cả các lỗi gì em cũng bảo hành. Đấy, bọn này thì đấu điện 220V rồi, cho nên là các bác không sợ cắm nhầm điện nữa, yên tâm ạ. Đây là bình nước bù ẩm. Đấy, những ngày hanh khô thì các bác cho nước của mình này, mình tháo lắp ra, mình cho nước vào, mình bật chức năng bù ẩm lên thì tăng cái độ ẩm của phòng. Màng độ ẩm zin còn rất là đẹp. Công suất là 75W tối đa, nhưng mà rất ít khi chạy tối đa các bác nhé. Năm 2013 này, máy lọc không khí của Nhật này thì kể cả đời bao nhiêu họ cũng chỉ dùng 1-2 năm là họ bỏ, chứ không dùng lâu. Cho nên về chất lượng của máy thì hoàn toàn yên tâm, các bác không phải lo về chất lượng máy. Tất cả bao men của nó là men mạch, là nguyên zin hết. Đấy, không có nào sửa chữa gì. MCK70 CD máy con này 9928 75W, dùng cho phòng khoảng 50-55m² rồi. Ở đây là em có cái máy kiểm tra cái bụi mịn 2.5 em ở bên ngoại thành này, chất lượng không khí khá là tốt. Trên 75 các bác nhắc thì cái này các bác nhìn nó đỏ này thì chất lượng không khí xấu. Cái số này càng nhỏ thì chất lượng không khí càng tốt. Đây sẽ kiểm tra cái chất lượng không khí đầu ra của máy, các bác xem số nó xuống này. Đây. Đấy, số càng nhỏ thì tức là cái không khí của máy ra đẩy ra rất là tốt, nó sẽ hút toàn bộ các cái không khí bẩn bụi vào đây, mùi qua khe này, và nó thổi ra cái không khí sạch ở đây, thì phòng của mình sẽ được lọc các cái không khí sạch như thế này thổi ra. Các bác hình dung chưa? Đấy, toàn bộ cái đầu không khí ra này là không khí sạch, thì máy sẽ có tác dụng lọc từ từ cái không khí trong phòng vào đây và thổi ra đây. Trên mình có để phòng ngủ thì các bác có một ngày từ lúc tối các bác nằm trong phòng đến lúc sáng ngủ dậy, các bác có mười mấy tiếng là được hưởng cái không khí sạch này. Yeah. Bác nào có nhu cầu một cái máy không khí bảo vệ sức khỏe gia đình thì các bác liên hệ nhé, rất tốt cho người già trẻ nhỏ, mà kể tất cả mọi người luôn, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Đã là hàng Nhật nội địa thì tiêu chuẩn họ làm rất là khắt khe, nên hoàn toàn không phải lo chất lượng. Chào các bác.